có lỗi đây nha. Đó thử em tạo một cái lỗi cho nó nha. Đó là cái cấu trúc chương trình nó không đúng nha. Ta sử lệnh M103 M100 nha ha. Nó không có dấu chấm. Thì có dấu chấm vào đúng không? Ok. Đây. Báo lỗi. Đấy. Báo lỗi của mình nha. Nó báo lỗi là nó đứng trước. Đúng rồi, đứng trước. Nhưng mà ngày vậy. Vâng, đúng rồi, trước. Tại vì cái lỗi đây nó cái câu đây là đúng, nhưng mà cái câu sau nó sai, nó không thể chạy được cái câu sau á. Đây mới cầu coi này, cái điểm dấu chấm thì nó báo lỗi cho mình đấy. Thực ra cái đấy thì anh xuất lệnh vào phần mềm chả bao giờ sai. Trường hợp anh ấn lệnh bằng tay thôi, em biết không sai đâu. Thằng single block là chạy từng câu lệnh đơn một, còn ai nhấn với ta là chạy từng câu một, chứ nó không phải chạy liên tục nhất ta nhá. Chạy từng dòng một. Rồi hiện tại cái thằng này nó không có phôi, nó không chạy được hết rồi. Không, nhưng mà giờ ví dụ như mình chạy ở đây chạy từng dòng một, mà mình muốn cho cái máy nó chạy để mình dòm nữa thì nó chạy từng dòng một, nó chạy cả máy luôn mà. Đâu đấy, sao không chạy từ từ anh. Tại vì các cái lệnh này nó bao gồm hàng trăm, hàng chục cái câu lệnh cho đơn nó nhỏ, nó gộp lại thành một câu lệnh này, cho nên ấn nhiều cái đó. Wow. Tốc độ 100%. Nhưng mà cái thằng này nó không có phôi ở dưới, số nó phải báo lỗi ngay à. Một người ở đó. Nhờ cái cảm biến nó biết phải không? Thôi nói chung cái này nó hơi nguy hiểm, tại vì đối với cái máy này giờ dùng cái này nó hơi nguy hiểm. Nó không như máy đột thì nó chạy đến đâu nó sẽ đột ngay đấy, nó chạy từng đôi một này nó không có phôi dưới, đi xuống nó quá cửa nguy hiểm. Có nghĩa là cái thằng này anh không bao giờ dùng, đối với cái máy này giờ anh chẳng bao giờ dùng. À, nó cứ hiểu rằng anh ấn start nó sẽ chạy từng câu lệnh một cho anh ta, chứ không phải là ở chế độ memory nha. À, không phải anh bỏ tích ra ấn phát rồi phải chạy tự động cho anh. Rồi bây giờ single block đây. Đấy, single block là chạy từng câu lệnh một đó. Rồi. Bây giờ single block nhấn với tiếp block skip nữa. Rồi đó. Chẳng là lúc đầu nó đang thử tạo một trình. Thằng này anh ấn nhiều cái. Ủa, nó chưa chạy ra? Chưa. Có nghĩa là cái lệnh khởi tạo vật liệu đấy nó chưa qua hết cái lệnh này, mà coi là lệnh này nó bên trong nó bao gồm nhiều cái lệnh nhỏ nữa, nó hơi nó gộp lại. Anh ấn. À đó, anh chưa ấn được nào bây giờ. Đấy là bây giờ nó sẽ chạy những cái lệnh đầu không này. Cái cục đạn 6300. Đó đấy. Rồi. Nó sẽ chạy X16Y300. Đấy, vị trí này là 1300. Rồi, bây giờ nha. Rồi, chạy tiếp, chúng ta chạy về từ 01X13. Ok chưa, cái này đã bắt đầu chạy ra ha. Đúng không? Bây giờ anh block skip đi. Nhưng mà anh có hiểu block skip là gì không? Tuy nhiên anh đi làm ví dụ như bây giờ đâu, hai cái nó khác nhau mà, chứ liên quan gì đâu. Hai cái khác nhau mà. Cái block skip ấy là bỏ qua cuối lệnh khi mà nó có cái lệnh cái dấu chéo đó, hoặc cái lệnh M01. Giả sử chương trình của anh nó có cái lệnh M01 ấy, nó sẽ bỏ qua chương trình, bỏ qua cái không trọng lệnh đó. Lệnh M01 là lệnh chả là giả sử trong cái chương trình của anh nhé. Tạm dừng, M01 là tạm dừng không? Không mà. Không nó chạy đến cái vị trí này đúng không? Em cho nó chạy mấy cái cây rồi không? Cho anh quan sát đây. Để báo không giờ. Không nha. Không đúng không? X nha. Em cho chạy về X100 nhé. À, X100 nha. À, dừng nha. X300. Chấm. Y500 nhé. Chưa? Xong tiếp. Chạy 300, chạy tới 350 nha. Chấm. Không có G01 nữa hả? Tại vì ở trên nó có rồi, dưới nó tự hiểu. 400. Ủa, nó biết ai làm không? 500. Sửa mình nó làm chưa?
phải vậy. Để bắt điện á, bắt điện nó có lại á, cái nó tào lao luôn. Đấy, x 300 y 500 nhé. Ôi nhầm rồi. Nó rung hả? 500 rồi, không. Y 500, chấp. Để cho anh hiểu rõ cái câu lệnh block skip có ý nghĩa gì thì anh block skip anh chưa nói single block đây là sơ ta nha. Đấy, đấy chạy được câu lệnh một đấy, chạy mà đấy còn chạy con đấy. Đấy. Đây là x 300 y 500, ok chưa? Chạy tiếp x 350, chạy tiếp x 400 nha, chạy tiếp x 500, chạy tiếp x 600. Đấy là anh hiểu rằng có nghĩa là cái câu lệnh này, cái dấu này anh tích vào thì nó sẽ ấn start, nó sẽ chạy từ câu lệnh một thôi, chứ không phải ấn phát là nó chạy hết cả chương trình cho anh. Anh bỏ cái này ra, ấn phát nó chạy hết chương trình cho anh. Rồi anh nếu mà tích vào cái này nó chỉ chạy từ câu lệnh một thôi. Tại vì những cái câu lệnh này, tại sao anh ấn nhiều cái, tại vì những câu lệnh khởi tạo này nó phải bao gồm nhiều câu lệnh con, ví dụ giả sử điều kiện để nó mở cái mở một không nào để bắt đầu đi trước cái nguồn data, ví dụ giả sử nó phải khai báo gì đó, phải chạy cái tiêu cự đi bao nhiêu, là phải bật cái gì đó và cái đó, thì nó bao gồm nhiều câu lệnh nhỏ, cho nên anh ấn một cái nó không thấy, anh không thấy thay đổi đâu. Nhưng mà đấy, các rõ ràng các lệnh đây anh xin thay đổi ngay này. Tôi cần chạy đến 310, chạy ok, tôi phải chạy đến 100, chạy văn luôn thì đây nhau biết cái lệnh luôn. Còn cái lệnh như đấy là cái lệnh single block, còn cái lệnh block tức là trong chương trình của nó nếu mà có dấu gạch chéo này nó sẽ bỏ qua cái lệnh đó. Dấu gạch chéo là dấu chỗ nào? Đấy cái dấu gạch chéo bình thường của mình thôi. Nhưng mà đây nha. Giờ em muốn bỏ qua cái lệnh 400 đúng không? Đây. Gạch chéo rồi. Đây nha. Vừa chạy từ câu lệnh đơn cho nó an toàn nha. Vừa bộ. Đấy, chưa về không hả? Mai thực hành không? Học xong mai thực hành. Rồi mai nghỉ chứ mai thực hành gì nữa. Nào mai chủ nhật. À chủ nhật hả? Mai được rồi. Làm vậy thầy nghỉ. Xả bét mong manh quá. Thầy đi xả bét luôn. Alo xả bét tết. Mai nên thực hành. Cách thử. Đó. Năng thép năng độ 300 coi thử ha sao. Ờ tiếp theo x350. Anh xài trên năng tay không? X500 đấy. Được chưa? Bỏ qua cái x400 tại vì nó có cái dấu gạch chéo. Thì nếu mà bình thường anh không kích, ông không tích vào cái lúc đây thì nó phải chạy cái câu lệnh x400. Nhưng mà nếu mà tích vào đây thì nó sẽ bỏ qua cái dấu gạch chéo đi, bỏ qua cái dòng lệnh nào mà trước đó nó có dấu gạch chéo, coi như là cái dòng chú thích của mình thôi. Giờ giả sử trong đây anh thích thì anh cho dấu gạch chéo đúng không? Anh ghi được chú thích bắt đầu từ đây là nó sẽ cắt ở chế độ khác, hay là bắt đầu cắt cái hình thì nó là cái tùy anh thôi. Tùy theo mình. Lúc đó là trong lập trình của mình có mấy cái hai cái dấu gạch đầu dòng để ghi chú cho mình để hiểu đó. Những cái đấy thì nó lái ra nó có lái ra có gì quan trọng người hành ngờ cả nó sinh ra vào thế thôi được mà có đâu lúc cũng chào nó quen chạy tốt mấy chạy mấy vòng 4-5 vòng lui thôi rồi. Đấy, bây giờ ba cái lúc đây thì anh cũng không có gì rất tùm lum. Còn ba lúc này trước auto power về anh, nếu anh ấn vào lúc này chương trình của anh chạy sau 10 hay 15 phút thôi không nhớ thì nó tự động tắt máy rồi. Đó là sau khi hết chương trình là tự động tắt máy rồi. Ví dụ như cảm giác là